Theo thống kê sơ bộ, địa bàn huyện Quỳ Hợp có tới 7 xã thường xuyên bị thiếu nước sinh hoạt với thời gian từ 4 đến 6 tháng trong năm, cao điểm từ tháng 11 đến tháng 5. Nguyên nhân thiếu nước sinh hoạt được xác định là do ít nguồn nước ngầm, trong khi đó nước mặt bị ô nhiễm hoặc khan hiếm đã dẫn đến nhiều hệ lụy về môi trường, xã hội. Trước thực trạng này, được sự giúp đỡ của Ủy ban dân tỉnh, huyện Quỳ Hợp đã tiến hành đánh giá khảo sát để tìm nguồn nước phục vụ rộng rãi cho đồng bào. Kết quả từ hơn 2 tháng nay, nhiều hộ dân ở các khu vực trước đây bị thiếu nước, giờ đã có nước sạch để sinh hoạt, ăn uống, không còn cảnh mua từng mét khối như trước đây. Được chính quyền hỗ trợ để khảo sát tìm nguồn nước, sau một thời gian vất vả khoan thăm dò, xã Minh Hợp cũng đã tìm được mạch nước ngầm để thực hiện khoan giếng. Với độ sâu hơn 40 mét, điểm khoan giếng được xác định trong khu vực trường mầm non của xã. Từ khi có nước giếng khoan, việc chăm sóc cho con trẻ khu vực này được thuận tiện hơn. Không chỉ có trường mầm non có nước để sinh hoạt, nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ, mà người dân trong vùng cũng không phải mua nước. Hàng ngày, điểm giếng khoan trường mầm non xã Minh Hợp trở thành nơi lấy nước tập trung của bà con trong xóm. Trước đây không có nước là phải phân công phụ huynh và chia phân công phụ huynh đến để gánh nước, chở nước đến tại trường để mà cho phục vụ cho các cháu, rồi là con toàn bộ nước ăn nó phải mua. Chi phí hàng năm là hết 8 triệu rưỡi tiền nước, riêng chắc tiền nước ăn không ấy. Việc mà không còn nước thì rất là ảnh hưởng. Nước mà giờ chừng mà hết nước là gọi đó, nhiều khi là máy móc họ đi chở là đến mà chưa kịp á, là nhà trường cũng rất ách tắc, rồi là việc vệ sinh của các cháu á là cũng không được đảm bảo. Trước đây để có nước sinh hoạt, gia đình ông Đặng Ngọc Hoàn, xóm Minh Hồng, xã Minh Hợp cũng như các gia đình khác trong thôn đã phải xây bể, mua thùng nhựa để dự trữ nước mưa. Nguồn nước trời này hoàn toàn bị phụ thuộc vào thời tiết và điều kiện của mỗi gia đình, nên việc có nước sinh hoạt hay không rất bấp bênh. Vào thời gian cao điểm, người dân phải mua nước với giá từ 40 đến 50 nghìn đồng một mét khối. Giờ đây, cũng như hầu hết các hộ dân trong xóm, gia đình ông Hoàn không còn phải mua nước hay thấp thỏm lo cảnh thiếu nước. Cái cảnh thiếu nước đó là phải đi mua. Ta biết là một cái tẹt người ta trở về cho mình là 4 khối phải bỏ 200 nghìn mua nước. Nhưng mà vẫn không đủ dùng. Cuộc sống người dân đây thì cực kỳ là vất vả về nước. Sau khi có cái hệ thống máy chiến khoan ấy thì đời sống của dân nó đỡ đi nhiều mà khỏi phải đi mua nước. Và cuộc sống, cái đời sống cũng như cái khi có nước rồi thì cuộc sống đó trở lại là bình thường và người ta rất quý cái nước đó. Theo chương trình hỗ trợ tìm nguồn nước sinh hoạt cho người dân của huyện Quỳ Hợp, đến thời điểm hiện nay, 18 điểm giếng khoan đã được các xác định có nguồn nước ngầm ổn định tại các xã như Minh Hợp, Đồng Hợp, Phan Lợi, Thị Trấn. Huyện Quỳ Hợp đã đầu tư hệ thống đường ống, bể chứa tập trung để nhân dân thuận lợi trong việc lấy nước tập thể. Theo đánh giá từ phía người dân và chính quyền địa phương, thì việc lựa chọn phương thức khảo sát tìm nguồn nước để khoan giếng, xây dựng bể lấy nước tập trung như hiện nay ít tốn kém hơn, hiệu quả sử dụng cao hơn. Thì cái vấn đề cung cấp nước sạch cũng là một vấn đề hết sức khó khăn, đòi hỏi nhà nước và nhân dân cùng làm. Chúng tôi cũng hy vọng rằng những cái mô hình này và với cái kỹ thuật mà tỉnh hỗ trợ đấy cũng làm cái mô hình trình diễn để những cái vùng khó khăn, những cái xóm khó khăn về nước có thể học tập và với cái nguồn lực của mình trên phương châm là nhà nước và nhân dân cùng làm, từng bước để cung cấp cái nguồn nước phục vụ cho cả đời sống sinh hoạt và sản xuất của người dân trong huyện. Với sự hỗ trợ tích cực của chính quyền địa phương, việc thiếu nước sinh hoạt của người dân các khu vực thường xuyên bị thiếu nước của huyện Quỳ Hợp đã cơ bản được giải quyết. Vấn đề còn lại là các địa phương có hệ thống giếng khoan bể nước tập trung hiện nay trên địa bàn cần phải có một cơ chế quản lý vận hành sử dụng thích hợp để vừa bảo đảm người dân có quyền bình đẳng trong việc sử dụng nước mà vẫn bảo vệ sự bền vững của công trình, phục vụ đời sống lâu dài của người dân.